Mộc bản Triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam, được UNESCO công nhận ngày 31 tháng 7 năm 2009, gồm 34.618 tấm, là những văn bản chữ Hán nôm được khắc ngược trên gỗ để in ra các sách tại Việt Nam vào thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Dưới Triều Nguyễn, do nhu cầu phổ biến rộng rãi các chuẩn mực của xã hội, các điều luật bắt buộc thần dân phải tuân theo để lưu truyền công danh sự nghiệp của các vua chúa, các sự kiện lịch sử, triều đình đã cho khắc nhiều bộ sách sử và các tác phẩm văn chương để ban cấp cho các nơi. Quá trình hoạt động đó đã sản sinh ra một loại hình tài liệu đặc biệt, đó là mộc bản. Tất cả các nội dung, các bản thảo được gắn trên mộc bản đều được hoàng đế trực tiếp ngự lãm, phê duyệt bằng bút tích trước khi giao cho những người thợ tài hoa nhất trong cung đình khắc lên gỗ quý. Do tính chất cực kỳ quan trọng của mộc bản, dưới thời Minh Mạng, nhà vua từng có chỉ dụ sai quan Bắc Thành kiểm xét các ván in nguyên chữ tại Văn Miếu Hà Nội về các sách Ngũ Kinh, Tứ Thư Đại Toàn, Vũ Kinh Trực Giải cùng Tiền Hậu Chính Sử và Tứ Trường Văn Thể, gửi về Kinh để ở Quốc Tử Giám, Kinh Đô Huế. Gỗ dùng làm ván khắc mộc bản Triều Nguyễn cũng rất đặc biệt, là gỗ thị, gỗ lê, gỗ táo hay gỗ cây nha đồng, vừa mềm vừa mịn, thớ gỗ trắng, sáng như ngà voi. Nét chữ khắc trên mộc bản rất điêu luyện, tinh xảo và sắc nét. Đây là những tài liệu gốc, độc bản, có giá trị phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt Nam thời cận đại. Mộc bản Triều Nguyễn trong hồ sơ di sản được đánh giá như sau: 34.555 bản khắc mộc đã giúp lưu lại những tác phẩm chính văn, chính sử do Triều Nguyễn biên soạn, các sách kinh điển, sách lịch sử. Ngoài giá trị về mặt sử liệu, còn có giá trị về kỹ thuật, nghệ thuật, kỹ thuật chế tác. Nó đánh dấu sự phát triển của nghề khắc ván in ở Việt Nam. Chính vì những tính chất quan trọng và giá trị cao mà trong thời kỳ phong kiến, các nhà nước lịch sử của Việt Nam đã rất chú tâm để bảo quản những tài liệu này. Mộc bản là những bản khắc chữ Hán nôm ngược dùng để in ra các sách được sử dụng dưới Triều Nguyễn. Hiện 34.555 tấm mộc bản đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4, trực thuộc Cục Lưu trữ Văn thư Nhà nước, có nội dung rất phong phú và được chia làm 9 chủ đề: lịch sử, địa lý, quân sự, pháp chế, văn thơ, tôn giáo, tư tưởng, triết học, ngôn ngữ, văn tự, chính trị, xã hội và văn hóa giáo dục. Tài liệu mộc bản Triều Nguyễn được hình thành chủ yếu trong quá trình hoạt động của Quốc sử quán Triều Nguyễn, được thành lập năm 1820 dưới thời vua Minh Mạng tại Huế. Ngoài ra, tài liệu này còn bao gồm những ván khắc in được tập hợp ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, được đưa vào Huế và lưu trữ ở Quốc Tử Giám Huế dưới thời vua Minh Mạng và Thiệu Trị. Từ năm 1960, mộc bản Triều Nguyễn được chuyển vào Đà Lạt.
Đây là khối tài liệu đặc biệt quý hiếm, do giá trị về mặt nội dung, đặc tính về phương pháp chế tác và những quy định rất nghiêm ngặt của triều đình phong kiến về việc ấn hành và san khắc. Những tài liệu này được coi là quốc bảo. Chỉ những người có trách nhiệm và thẩm quyền làm việc tại quốc sử quán mới được tiếp xúc và làm việc với chúng. Nội dung của khối tài liệu mộc bản triều Nguyễn rất phong phú và đa dạng, phản ánh mọi mặt về đời sống xã hội của Việt Nam dưới triều Nguyễn. Về lịch sử, có 30 bộ sách gồm 836 quyển ghi chép về lịch sử Việt Nam từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến triều Nguyễn. Đây là nguồn tài liệu, tư liệu đáng tin cậy và có độ chính xác cao. Trong 34.619 tấm mộc bản, có một bản khắc bài Nam Quốc Sơn Hà. Đây là bản khắc gỗ cổ nhất bài thơ Nam Quốc Sơn Hà còn lại cho đến nay. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà khẳng định chân lý nước Nam là một quốc gia, lãnh thổ riêng, cương giới rạch ròi, quyền độc lập tự chủ của dân tộc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Về địa lý, có hai bộ sách gồm 20 quyển ghi chép về địa lý của nước Việt Nam đã thống nhất và ghi chép về Hoàng Thành Huế. Đặc biệt, trong khối tư liệu quý giá này có những bản khắc mộc bản mang nội dung khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Bản gốc sách Đại Nam Thực Lục tiền biên ghi chép về các sự kiện xảy ra thời Chúa Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phúc Thuần, trải qua 9 đời Chúa 1558 đến 1777, đã khẳng định quần đảo Hoàng Sa, tục gọi là Vạn Lý Hoàng Sa, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Về chính trị xã hội, có 5 bộ sách gồm 16 quyển ghi chép về sách lược của các triều đại phong kiến Việt Nam. Về quân sự, có 5 bộ sách gồm 151 quyển ghi chép về việc đánh dẹp các cuộc nổi dậy ở Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Bình Thuận và một số nơi khác. Về pháp chế, có 12 bộ sách gồm 500 quyển ghi chép về các điển chế và pháp luật triều Nguyễn. Về văn hóa giáo dục, có 31 bộ sách gồm 93 quyển ghi chép về những nhân vật đỗ cử nhân, tiến sĩ triều Nguyễn. Về tư tưởng triết học và tôn giáo, có 13 bộ sách gồm 22 quyển ghi chép về phương pháp tiếp cận kinh điển Nho gia. Về thơ văn, có 39 bộ gồm 265 quyển ghi chép thơ văn của các bậc đế vương và nho gia nổi tiếng của Việt Nam. Về ngôn ngữ văn tự, có 14 bộ sách gồm 50 quyển giải nghĩa luận ngữ bằng thơ nôm. Về quan hệ quốc tế, tài liệu mộc bản triều Nguyễn còn có giá trị khi tìm hiểu lịch sử và văn hóa các nước khác trên thế giới như Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc và Pháp. Trước năm 1960, tài liệu mộc bản triều Nguyễn được lưu trữ tại Huế. Năm 1960, được chuyển từ Huế về Đà Lạt. Quá trình di chuyển tài liệu mộc bản triều Nguyễn từ Huế về Đà Lạt rất công phu và cẩn trọng, phải di chuyển là 3 lần mới hoàn thành, từ năm 1961 đến 1975. Tài liệu mộc bản triều Nguyễn được cất giữ tại chi nhánh văn cố Đà Lạt. Do điều kiện bảo quản không tốt nên bị hư hỏng và xuống cấp trầm trọng. Sau năm 1975 được giao về Cục Lưu trữ Nhà nước bảo quản tại tòa nhà dòng Chúa Cứu Thế. Từ năm 1984 được chuyển về bảo quản ở khu biệt điện Trần Lệ Xuân cũ, nay là Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4. Hiện nay, khối tài liệu mộc bản triều Nguyễn đã được xây dựng nhà kho chuyên dụng hiện đại để bảo quản, đã phân loại, chỉnh lý khoa học, đồng thời được in ra giấy và số hóa.
có phần mềm quản lý và phục vụ khai thác sử dụng để bảo tồn và phát huy giá trị tài liệu này. Năm 2004, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước cho phép biên soạn và xuất bản mộc bản Triều Nguyễn, đề mục tổng quan giới thiệu toàn bộ nội dung khối tài liệu quý hiếm trên với các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.